Bạn lò mất điện ư? Đã có quạt tích điện rồi. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, muốn đi cất cánh như chim, đã có máy bay, không cần phải mua vé, không cần mất xu mất xẻng. Bây giờ chúng mình cất cánh luôn nhở, để xem đâu là khoảnh khắc bạn thích nhất. Lúc cất cánh này, lúc tiếp đất này, hay là khi máy bay bay vọt lên những tầng mây chiêu. Chúng mình sẽ đột nhập vào từng nơi bí mật nhất ngay bây giờ nhé. Máy bay có thể bay vào vũ trụ không? Không thể hay hoàn toàn có thể? Chà chà, máy bay chứ có phải tàu vũ trụ đâu, nên máy bay không thể bay vào vũ trụ nha các bạn siêu tưởng tượng ơi. Nó hoạt động trong không gian mặt đất và không được thiết kế để vận chuyển trong môi trường không khí rất mỏng và không có áp suất lớn khủng khiếp như vũ trụ đâu nhé. Vậy nếu bạn muốn lên sao Hỏa thì sorry, bạn lên nhầm chuyến bay rồi. Alo alo, quý bạn và các vị thân mến, tôi, cơ trưởng Nhanh Trí, đang cùng các bạn trải nghiệm chuyến bay có giá vé hơn 11 tỷ dành riêng cho giới đại gia. Hãy cùng tôi khám phá xem máy bay này có gì mà toàn mùi tiền thế nhé. Khoan, để trải nghiệm sảng khoái hơn thì trước hết chúng ta sẽ trải nghiệm ngồi trên chiếc máy bay rẻ nhất xem nó thế nào cái đã. Nhưng đâu là chuyến bay giá rẻ nhất đây? Ồ, bạn sẽ trở thành người tinh ý nhất quả đất nếu chỉ nhìn ảnh mà nhận ra điều sau đây. Đây là một chuyến bay đơn giản và có giá rẻ nhất. Trên chiếc tàu lượn này, bạn sẽ được trao liệng như chim và ngàn sao chỉ với mấy trăm nghìn mà được ngồi máy bay. Thử xem sao. Úi là trời, nó rung lắc dữ vậy luôn. Wow, nhưng cảm giác thật là jomos, gió phầm phập vào mặt. Với độ cao chót vót như này, anh em sợ độ cao đảm bảo ướt hết cả bỉm luôn. Nghe anh ấy review một tí nhá. But I need, you can land whatever. No, come on, please. Không biết anh em có máu chiến với máy bay này không? Với mấy trăm nghìn để trải nghiệm, ý anh em thấy sao? Comment đi luôn, sợ gì? Tiếp theo là chiếc máy bay hạng nhất, có thể có giá vé lên đến hơn 23.585.000 đồng. Wow, một số tiền không nhỏ đâu đấy. Để xem nó có gì hay văn ho không nào? Có giường ngủ, có phòng tắm hay có tận tivi? Không muốn nói đâu, nhưng khoang thương gia trên máy bay nó khác bọt lắm mi các bạn ơi. Một trải nghiệm khiến bạn có cảm giác tưởng như đang ở khách sạn và ngồi trên ghế massage thông minh ý. Đầu tiên, khi đi vé thương gia, bạn sẽ được vào phòng bông sen vàng nếu đi Vietnam Airlines, sau đó ăn buffet no say rồi mới lên máy bay nha. Khi vào chỗ ngồi, bạn có thể duỗi chân nằm dai cẳng rồi ghế hạ lên hạ xuống bằng bấm tự động hoặc nghe nhạc bằng headphone, xong xem tivi riêng tư thoải mái, còn cả chơi game nữa cơ. Xong cái lại được gọi dậy ăn lót dạ sương sương. Bình thường đi hạng tiết kiệm lên máy bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh tận 2 tiếng rưỡi mà lên hạng này có như 5 phút đã tới nơi rồi ý. Cơ mà chưa hết đâu, bây giờ mới tới điều người sướng không thể bỏ qua nè. Kể cả bạn muốn một chiếc giường rộng thênh thang, một phòng tắm cực đỉnh và cả bữa ăn free siêu đẳng cấp cũng có luôn. Hãy gặp anh Mr. Beast để được mở mang tầm mắt. Và để trải nghiệm những dịch vụ sang chảnh như vậy, bạn có thấy đáng khi bỏ ra một số tiền lớn không nhỉ? Comment một từ nào đó để khẳng định độ giàu có của bạn nhé. Còn khi đột nhập sâu hơn, bạn sẽ thấy một điều bất ngờ trên chiếc máy bay sặc mùi tiền này cơ. Đó là cái thứ gì mà có thể gây bất ngờ như thế? Sân golf hay quầy bar nhỉ? Không phải mơ, vâng, không phải mơ, mà đây là sự thật đó các bạn ơi. Chúng mình đang đột nhập vào quầy bar trên máy bay hạng sang đây. Và quầy bar này thường có ở đuôi máy bay A380 của hãng Emirates Airlines, một hãng bay sang chảnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chà chà, mời các quý khách thưởng thức rượu vang, thêm miếng hoa quả cắt sẵn mát tê cả lưỡi, thêm miếng nhạc thì đúng đỉnh rồi. Nhanh Trí đi máy bay 2 lần mà chưa được vào nơi này bao giờ, vì cơ bản toàn đi hạng siêu tiết kiệm thì lấy đâu ra phải không? Thế nên phải chăm chỉ làm video và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ Nhanh Trí nhiệt tình bằng cách like, share và đăng ký kênh nhé. Còn ngay sau đây sẽ là một luật cấm mà các cô chú tiếp viên hàng không sẽ không muốn cho bạn biết đâu. Các cô chú tiếp viên hàng không bị cấm làm gì? Mặc váy ngắn, chửi khách hay là cấm ăn rau nhỉ?
Cô nhanh trí, cô đã bị đuổi việc vì cái tội chửi khách. Dĩ nhiên, chửi khách là điều cấm kỵ đối với tất cả các tiếp viên hàng không cũng như các dịch vụ khác. Khách hàng là thượng đế, khách hàng sai, quay lại lời vừa nói. Xong tự nhủ, không được đấm khách, không được chửi khách, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Ngay sau đó là một nụ cười tươi và phong thái nhẹ nhàng chuyên nghiệp giải quyết tất cả vấn đề. Thế mà hồi nhỏ nhanh trí nào có biết đâu, rồi ước mình là tiếp viên hàng không để được đi khắp nơi trên thế giới cơ, được mặc quần áo đẹp và còn nhiều tiền nữa. Cơ mà đúng là tấm chiếu mới chưa trải các bạn ạ. Sự thật, làm tiếp viên hàng không cũng là một nghề có vất vả như bao nghề nghiệp khác. Vậy kể ra, các cô chú, anh chị phi công tiếp viên hàng không đáng nể thật, dù mệt mỏi vẫn tươi cười niềm nở với thái độ tuyệt vời như thế thì tiếc gì gửi lời cảm ơn tới họ các bạn nhỉ. View quá xa đã, mới bay đó mà đã khá lâu rồi. Ta cùng dừng chân tại một bí mật về máy bay mà 5 năm qua đi máy bay chưa ai nói cho bạn biết nhé. Máy bay được thiết kế để có một khả năng vô cùng đặc biệt, đó là chịu được sấm sét, chịu được lốc xoáy hay chịu được cả đánh bom lận. Bạn sẽ yên tâm hơn khi đi máy bay cho mà coi, bởi máy bay có thể chịu được sấm sét. Wow, vì rượu chua. Theo các số liệu thống kê, nhiều máy bay bị sét đánh hàng năm. Những hiện tượng này thường không gây ra hậu quả nguy hiểm nào vì các máy bay hiện đại được thiết kế lớp vỏ đặc biệt giúp bảo vệ khỏi tác hại của sét. Vì thế, đang bay mà không may thấy sấm sét thì cứ yên tâm đi các hành khách nhé, mọi thứ cứ để cơ trưởng lo. No, không phải cơ trưởng này, mà là cơ trưởng chuẩn authentic này cơ. Xin chào quý khách, cơ trưởng của chuyến bay đang phát ngôn. Tiếp theo, bạn có muốn cơ trưởng sẽ hé lộ cho bạn một lưu ý nhỏ nhưng rất quan trọng khi lên máy bay không? Đi máy bay, chúng mình không nên mặc gì? Váy, quần bò hay áo dài tay nhỉ? Các cô tiếp viên xinh đẹp chưa bao giờ nói cho bạn biết, nhưng nhanh trí thì có nói nhé. Khi di chuyển bằng máy bay, không nên mặc váy ngắn hoặc quần đùi ngắn. Trong những ngày nóng bức, nhiều người thường lựa chọn combo này cho thoải mái. Nhưng này, trên ghế máy bay hàng ngày có hàng trăm người đặt mông lên đó, vi khuẩn sẽ bám lên nhiều như một đội quân vậy. Không phải cứ một chuyến xong các tiếp viên lại lau từng cái ghế khử trùng đâu. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế mặc váy với quần đùi để bảo vệ phần da tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn. Thay vào đó, mặc áo dài tay, quần dài sẽ an toàn hơn nhiều. Đừng lo nóng, lên máy bay điều hòa lạnh như ở Bắc Cực luôn. Nhanh trí đi máy bay rồi nên kinh nghiệm đầy mình á. Mà đó giờ các bạn cập nhật tin tức gì về chiếc máy bay mất tích bí ẩn nhất ngành hàng không MH370 chưa? 9 năm rồi nhưng nỗi đau buồn vẫn còn đó. Tương tự như ngày 17 tháng 7 năm 2014 vậy, chiếc Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines số hiệu MH17 xuất phát từ Amsterdam, Hà Lan, bay tới Kuala Lumpur, Malaysia. Khi đang bay qua không phận thuộc miền đông Ukraine, nơi đó đang diễn ra chiến tranh ác liệt thì bất ngờ cũng gặp nạn. 300 người trên máy bay MH17 mất mạng ngay lập tức. Quá bàng hoàng, lý do xảy ra là gì đây? Bị hỏng động cơ, có người đánh bom hay bị tên lửa bắn nhầm? Bay qua nơi có chiến tranh ác liệt thì nguyên nhân cũng từ đây mà ra, vì có người lỡ tay bắn nhầm tên lửa. Ôi là trời, không biết cái lỡ ấy nên khóc bé hay khóc to nữa. Có nhiều phán đoán cho rằng phe nào đó đã nhầm máy bay chở khách là máy bay quân địch nên đã thẳng tay phóng tên lửa vào máy bay. Và cái kết quá đau lòng, 300 người mất mạng. Nhưng đáng nói hơn, trong đó có ba mẹ con người Hà Lan gốc Việt đang trên hành trình trở về Hà Nội thăm quê. Các bạn ạ, kiếp người thật là mong manh, nhiều người còn tìm ra một sự trùng hợp đến đáng sợ về chiếc máy bay xấu số này, đó là chiếc Boeing 777 được bay lần đầu vào ngày 17 tháng 7 năm 1997 và tai nạn đúng 17 năm sau vào ngày 17 tháng 7 năm 2014. Đặc biệt hơn, 2017 cũng liên quan đến số 7 khi 2 cộng 0 cộng 1 cộng 4 cũng bằng 7. Điều này cho thấy vụ tai nạn có thể là một điềm báo liên quan đến con số 7 chăng? Phải chăng có mối liên kết tâm linh nào đó? Câu trả lời cho MH370 còn chưa rõ ràng, hãy cầu nguyện cho họ cộng một respect nhé! Thứ 9, bạn đã sẵn sàng phát điên chưa? Không phải vì nhanh trí chọc điên đâu, mà vì câu đố này đấy, tìm chiếc máy bay bị ngược chiều. Các bạn ơi, chắc là phải căng mắt trái, nheo mắt phải mới có thể nhìn ra được ý. Đây nè, có ai phát điên lên chưa? Chứ mình thì suýt phát điên đấy. Oh my god, suýt.
Sid sẽ đi đâu sau khi chúng ta thải ra trên máy bay? Câu hỏi cơ trưởng không muốn tiết lộ cho bạn biết đây nè. Nó sẽ bay đầy trời, có thùng chứa xử lý ở sau hay giấu dưới ghế hành khách nhỉ? Này này, đừng nghĩ linh tinh chứ. Sid không được thả rơi khỏi máy bay như phân chim đâu. Máy bay có thùng chứa chất thải đặc biệt và chất thải này sẽ được nhân viên xử lý sau khi máy bay hạ cánh các bạn nhé. Vào một ngày đẹp trời nọ, có hai bà chim đang tung tăng bay trên trời thì thấy một chiếc máy bay đang bay từ xa tới. Bà chim này liên quan nói với bà chim kia: "Ê, bà thấy cái máy bay đằng kia không? Đợi lát nó tới gần thì mình quẹo trái né nó nha." Vừa nói xong quay ra thì bốp, xin là xin vĩnh biệt cụ luôn. "Uế, sao bà chim bé tẹo thế kia mà làm rơi cả cái máy bay? Nguy hiểm thật đấy, tại sao lại có thể như thế?" Vì là như này các bạn ạ. Bình thường một con chim rất nhỏ và nhẹ so với máy bay thì chả xi nhê gì, nhưng khi đang bay thì lực va đập sẽ cực kỳ lớn. Một con chim nặng 3 cân thôi mà va vào chiếc máy bay với vận tốc 960 km/h thì lúc ấy lực va đập của con chim này không khác gì sức công phá của một quả đạn pháo bắn vào thân máy cả. Tưởng nhỏ xíu bình thường nhưng không hề tầm thường một chút nào đâu, nên phải cực kỳ lưu ý đó. Mấy bà chim lần sau đi đứng cẩn thận vào nhé. Bạn ơi, bạn có đôi tai cực thính không? Hãy tìm ra tiếng kêu của máy bay để chứng minh điều đó nào. Là tiếng 1, tiếng 2 hay tiếng 3 nhỉ? Uầy, hóa ra tiếng 3 là tiếng máy bay sao? Nghe đã tai thật đấy, nhưng nếu nhà ở gần sân bay thì không đã tí nào đâu. Tiếng ồn này sẽ thay tiếng báo thức mỗi sáng hoặc bất cứ khi nào máy bay cất cánh. Hì, chả giấu gì các bạn, nhà nhanh trí cách sân bay cỡ 7 km nên biết à. Còn ở đây có bạn nào nhà ở gần sân bay không? Sân bay Cát Bi Hải Phòng, sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất hay sân bay nào? Comment xuống bên dưới nhé.